Đây này đây. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hay D Game HD. Mình là Son, mình rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Và mình xin kính chúc cho tất cả các bạn có thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc nha các bạn. Các bạn ơi, hôm nay á là ngày 22, là cái ngày cuối cùng để nhận quà bên ông Get. Thì hôm nay Son sẽ qua nhà ông Get, Son mở hết tất cả các phần quà, xem được những gì nha các bạn. Hôm bữa phần quà số 1 là Son mở được 5 kim cương. Rồi phần quà số 2 Son cũng đã mở rồi. Và bây giờ Son sẽ mở phần quà số 3, xem được cái gì nha các bạn. Đây là phần quà số 3 nè các bạn. Thì đây là phần quà số 3. Để Son mở xem coi nó có chia theo cái móc không nha các bạn. Như cái móc 100 trở lên, 100 đổ lại á, thì để Son mở xem coi các bạn xem nha. Rồi, cái số 3 của Son là được cái thẻ tôm. Được thẻ tôm nha các bạn. Rồi, để Son kiếm số 4. Đây, phần quà số 4 của Son đây. Phần quà số 4 của Son là được cái thẻ của bà Rosie. Rồi, tiếp theo các bạn. Bây giờ phần quà số 5. Đây, phần quà số 5 nè các bạn. Phần quà số 5. Phần quà số 5 đây. Được 3 con ốc béo các bạn. Phần quà số 6. Phần quà số 6 nằm đây nha các bạn. Được thẻ của ông giúp việc, ông gì quên, mình quên tên rồi các bạn. Phần quà số 7, không có gì ngon hết trơn ta. Đây, phần quà số 7. Phần số 7 của mình đó các bạn. Nãy giờ mình không thấy gì ngon hết trơn á. Mấy cái thẻ mình quá trời rồi. Wow. Được hai cái miếng này luôn các bạn. Vậy là mình mở được cái ô đất, mình mở được ô đất mới cài rồi các bạn. Quá trời. Các bạn không biết cái hộp số 7 các bạn là được cái gì. Cái hộp số 7 với Son được hai cái cụm nơ luôn, hai cái giấy phép mở rộng luôn các bạn. Trời ơi, mừng hết lớn các bạn. Mình đang đợi hai cuộn giấy phép mở rộng để mình mở, mình lấy cái xe cái blue tucker các bạn. Bây giờ mở được luôn rồi, hên quá. Phần quà số 8 đây, phần quà số 8. Rồi, để Son coi phần quà số 8 không là gì nha. Tính 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 tên một cái cây trang trí bạn. Cái này đồ trang trí mình nhiều rồi các bạn, chắc ai cũng được giống nhau nha. Phần quà số 9 nè các bạn. Và cũng là phần quà cuối cùng. Đây là cái phần quà cuối cùng luôn nha các bạn. Đây là phần quà cuối cùng. Wow, như được cái này là cái bong bóng các bạn, cái trang trí bong bóng. Rồi, thì Son được rất là nhiều phần quà, mà toàn là cái bộ tăng cường là nhiều các bạn. Rồi các bạn có được phần quà giống Son không? Thì hãy để lại bình luận bên dưới Son biết nha. Thì hiện tại phần quà số 7 của Son á, trời ơi nó mừng, công nhận nó vui các bạn. Hôm bữa Son được có 16 tờ, có 16 cuộn mà 18 cuộn mới mở ô đất được, mà bây giờ mở 2 cuộn nữa. Còn gì bằng các bạn? Nè, các bạn xem nè. Tên 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 tên. Không. Thì clip sau Son sẽ mở ô đất này và Son sẽ lấy cái blue tucker để cho các bạn nào mà chưa có mở thì các bạn xem nha. Đây, đó. Là ok, là mở blue tucker các bạn. Thì cái này Son để clip sau. Thì các bạn chờ xem xong clip sau Son mở, để Son lấy cái blue tucker ra để Son cho các bạn xem nó đẹp như thế nào nha. Rồi, đây là trái tim của Son. Son ship trái tim, Son không biết ship trái tim. Không biết ship trái tim cho nên ship vậy xấu quá. Có bạn nào mà biết ship trái tim không, cho Son cái mẫu tài hình trái tim để Son ship đây các bạn. Son ship hình trái tim nhìn xấu quá. Đây, cái cây hôm bữa Son ship nè các bạn. Thì các bạn nào mà có muốn ship cái cây gì không, thì để Son sẽ làm một clip quay cái review cái ship cái cây bông mai này cho các bạn xem nha. Nếu các bạn có cần thì để lại bình luận bên dưới để Son biết, Son làm clip để Son hướng dẫn các bạn cách ship cái cây bông hoa mai này nha các bạn. Thì cây này cũng rất là dễ ship nha các bạn. Rồi, bây giờ Son tiếp tục đi mở quà tiếp các bạn. Đây, hôm nay là mở quà không các bạn. Đó, hồi nãy ở mình được một con này, với hồi nãy ông ghét cho một con là được hai con các bạn, đúng không? Ai cũng được hai con hết đúng không? Đó, thì nhận 330.000 điểm kinh nghiệm với một cái thẻ tôm nữa các bạn. Thẻ tôm và một thẻ kinh nghiệm là 330.000. Nếu nạp 109.000 vô được hai cái giấy phép mở rộng này nữa. Ok, bây giờ Son nhận nha. Tên 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 tên. Wow,
quá trời luôn các bạn ơi. Này không có, hơi xó đi bạn, xó đó, ông ghét ông cho quá trời quà luôn các bạn, một đống luôn. Các bạn cứ để những cái này nha, các bạn đừng có xó nha. Ví dụ cái này bạn cứ để đi nha, cứ để cho son nha. Khi nào mà cái thẻ nằm ngoài đây á thì ngon á, các bạn đổi nó, bạn lấy bạn đổi nó nha, các bạn đừng có xóa nha, nhớ nha. Hãy để cái thẻ mà khi mà mình mở mấy hộp bí ẩn đâu á, mà cái thẻ nào ngon á bạn thì các bạn hãy đổi với nó, chứ bạn đừng có xóa phí nha các bạn nha. Đó, bạn đừng có xóa hết, bạn đừng có xóa, cứ để nó trong đây đi. Khi nào mà có cái thẻ nào ngon ngon á, bạn lấy bạn đổi với nó nha. Rồi, mình sắp lên cấp nữa rồi các bạn ơi. Được 643.186 điểm kinh nghiệm mà. Thì hình như thứ năm này là x2 điểm kinh nghiệm, thì Son sẽ up lên 115 nha các bạn. Thì lên 115 thì được thêm một ô đất và 12 viên kim cương nữa, thì rất là ngon. Và hiện tại hôm nay tuần này thì đua ngựa sức mạnh nha các bạn. Ôi, đang thỏ các bạn ơi. 117, 75. 117 với 75 mình mình nhận nhiệm vụ khu trứng đi các bạn, bắt thỏ. Mình nhận nhiệm vụ khu trứng nha. Có thỏ nè các bạn. Sẵn giới thiệu các bạn luôn. Đây là nhiệm vụ thỏ, khi mà thỏ nó sẽ có thời gian, đến cái thời gian mà nó thông báo trên đây nè các bạn. Thì khi mà thỏ đến thì nó có phút nó thể hiện trên đây và có cái hình con thỏ nè các bạn. Có cái hình con thỏ nè, đó. Thì mình nhận nó, vậy là bắt thỏ các bạn. Đây, những cái người mà nhận vậy á là bắt được thỏ nè. Đây bắt thỏ nè. 1 2 3 4, đó là 4 con thỏ. Đó, đây là nhiệm vụ bắt thỏ nha các bạn. Nó có biểu tượng con thỏ ở trên á, nó là mình gọi là làm nhận nhiệm vụ để mình bắt thỏ nha các bạn. Đó. Là bắt 15 con. Được bắt được 2 con rồi, 2 trên 15 nè các bạn. Đó, 2 trên 15 thì bắt 15 con. Đó. Thì Son sáng giờ không có làm, Son chỉ làm có 2 nhiệm vụ thôi, để những nhiệm vụ sau mình bắt thỏ các bạn. Để bắt thỏ có cọc thỏ nó ngon hơn nha. Có cọc thỏ nó sẽ ngon hơn. Thì còn 7 phút nữa nè, còn 6 phút nữa là hết thỏ. Thì các bạn phải chờ thêm khoảng 1 ngày hay nửa ngày nữa tùy cái thời gian trên đây nè. Rồi bạn chờ đến cái thời gian có thỏ là sẽ có thỏ ở trên đây nha các bạn. Rồi, thì bây giờ Son sẽ sản xuất thức ăn cho gà các bạn. Để hụt trứng, đang cần trứng các bạn. Rồi, ok. Đó, bây giờ chỉ sản xuất trứng gà, thu hoạch trứng gà. Nè, nó bắt mình thu hoạch 75 trứng gà các bạn. Thì cũng là nhanh chứ không có lâu đâu các bạn. Rồi, thì hôm nay là Son vô, Son nhận quà để review cho các bạn xem. Thì các bạn yêu quý Son, hãy cho Son một like, một bình luận. Một like, một bình luận, và nếu bạn không có bình luận gì thì hãy để lại một dấu chấm để ủng hộ Son, cũng như là giúp đỡ Son để cho clip Son nó có tương tác, để nó có nhiều đề xuất hơn nha các bạn, để giúp cho Son có thêm động lực để làm sản xuất ra nhiều clip để phục vụ đến tất cả các bạn. Thì Son cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ Son. Thì Son xin chân thành cảm ơn, gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn nha. Đó, thì đây là cây mai của Son, con ship nè. Nói chung ship nó chưa có được có đẹp các bạn. Ít bữa Son làm clip Son ship hết một cây mai, hai cây mai rất là to ở đây nha các bạn. Son mua ở đây một vàng mới mua các bạn, mới mua những cái gạch tắn này nè. Thì mới mua để Son xem cây. Để Son xem cây là Son mua bao nhiêu miếng gạch nha các bạn. Cũng mấy triệu, bỏ ra mấy triệu để mua nha các bạn. Không phải nó nằm bên đâu. Nó nằm bên đây đúng không các bạn. Miếng gạch này nha các bạn. Son mua 1096 miếng gạch đó để về phục vụ làm cái cây mai cho các bạn xem. Đây, nói chung cái cây mai rất là đơn giản làm các bạn, làm dễ lắm. Chỉ cần mình mua được mấy cái miếng gạch trắng này với mấy cái thùng gỗ nè, mấy thùng này gọi là thùng
thùng y như thùng rượu luôn nha các bạn, với mấy cái bó gơm, xe gơm với mấy cái bó hoa mà hoa đỏ này nè, là mình sẽ làm được cái cây mai rất là đơn giản nha, không có gì khó. Thì Son sẽ làm clip, Son làm clip để cho các bạn xem nha. Thôi clip của Son đến đây cũng xin tạm dừng, và hẹn gặp lại các bạn ở trong clip sau. Bye bye các bạn nha.